Bây giờ thì Ngọc Hân chia sẻ bí quyết chăm sóc da hoặc là những cái thói quen chăm sóc da tốt của mình. Và bí quyết làm thế nào để mà cho mình luôn luôn giữ được cái làn da khỏe mạnh, thì như tiến sĩ này nói rằng cái việc mà giữ ẩm cho cái làn da của chúng ta rất quan trọng. Bởi vì nếu như làn da có đủ độ ẩm này, thì nó sẽ bớt bị lão hóa rất là nhiều, bởi vì là da càng khô đúng không ạ? Mọi người tưởng tượng xem da càng khô và khi đi ra ánh nắng, đi ra môi trường bên ngoài thì tác động từ tia cực tím nó sẽ dễ dàng xâm nhập vào cái làn da khô của chúng ta. Nhưng nếu như mà trước khi da tiếp xúc với tất cả những cái yếu tố như vậy mà làn da của chúng ta có được sự ẩm mượt, không phải chỉ từ trên bề mặt da mà từ cái lớp mà biểu bì phía trong, nó ẩm mượt từ phía trong thì nó sẽ rất là khỏe mạnh. Anh chị cứ tưởng tượng là nó rất là khỏe mạnh để có thể chống lại những cái cực tím, chống lại những cái tác động mà có hại ở phía bên ngoài. Và làm thế nào để chúng ta có một cái làn da ẩm mượt và khỏe mạnh ở phía bên trong đấy, thì có lẽ trước tiên là phải chia sẻ về cái cách là sinh hoạt, rồi là cái chế độ ăn uống. Như mọi người nghĩ rằng là hoa hậu thì người đẹp thì thường xuyên là phải ăn kiêng này, là chế độ rất là khắc nghiệt này, nhưng mà với Ngọc Hân thì nó là ăn không có kiêng bất kỳ thức ăn gì cả, mà mình ăn rất là đầy đủ chất. Với Hân thì nghĩ rằng là cái việc chúng ta có một cái chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng như vậy thì nó sẽ bổ sung rất là tốt cho cái cơ thể của mình, trước tiên là khỏe mạnh. Bởi vì một làn da có đẹp hay không thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào một cơ thể khỏe mạnh, và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng khỏe mạnh thì nó khiến cho cái làn da của chúng ta cũng khỏe về bên trong. Đấy chính là lý do. Và thứ hai thì là do cái chế độ mà chăm sóc, lựa chọn những cái dưỡng da phù hợp, lựa chọn những cái thiết bị dưỡng da phù hợp với cái làn da của mình. Hân thì may mắn được biết đến Nuskin cách đây vài năm rồi, và đầu tiên thì là được tặng sản phẩm vì nó thật là với cái hương vị của mình thì được rất là nhiều những nhãn hàng mỹ phẩm spa dưỡng da quan tâm và tặng những sản phẩm của mọi người để Hân có thể trải nghiệm dùng thử. Và Nuskin thì là một trong những thương hiệu mà họ cũng rất là yêu mến và đã gửi tặng cho Hân những sản phẩm như vậy, và Hân dùng thử những sản phẩm và thấy thực sự là nó có tác dụng, và từ đó thì gắn bó và yêu mến và tìm hiểu nhiều hơn về những sản phẩm của Nuskin dành cho các chị em phụ nữ. Và không biết mọi người chắc là ai ở đây cũng đều biết để nhớ đến cái thiết bị mà pha trộn dưỡng da dành cho cả ngày và đêm đúng không ạ? Cách đây 3 năm thì Hân đã có sử dụng cái đấy, và cái máy rất là tiện, cho nên bây giờ thì Hân vẫn đang sử dụng cái thiết bị đấy. Và Hân có thể diễn đại cho cô Hân nghe không ạ? Và sau đấy thì là máy rửa mặt Lumispa. Và thực sự thì khi mà có được cái chiếc máy rửa mặt này thì Ngọc Hân cảm thấy nó rất là tiện lợi, vì như mọi người biết rằng là cái lịch làm việc của Hân thì đi khắp nơi, rất nhiều nơi, không chỉ trong nước mà ngoài nước, thì cái việc mà rất quan trọng đối với người như vậy là tất cả đồ phải rất là nhỏ gọn, từ những cái mà dụng cụ vệ sinh chăm sóc cơ thể cá nhân, máy rửa mặt bàn chải kem đánh răng, hay là những bộ kit mà chăm sóc da mình chúng ta cũng phải rất nhỏ và tiện lợi để mình đi bất kỳ đâu thì cứ để trong một ba lô của mình này, hay là trong một cái ba lô sách tay nhỏ gọn cũng có thể có được đầy đủ tất cả những sản phẩm đấy. Thì Lumispa đã đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà Hân vừa chia sẻ, mang đi đâu cũng rất là tiện lợi, gọn nhẹ, và mỗi sáng mỗi tối chỉ cần 2 phút thôi là chăm sóc bằng máy rửa mặt. Nhưng mà đấy là với những yêu nào mà Hân chỉ đơn thuần là hoa kem dưỡng ẩm này, hay là hoa kem chống nắng thì mình sử dụng là sữa rửa mặt cũng như là máy rửa mặt. Thế nhưng mà những hôm nào mình trang điểm dày hơn thì mình sẽ sử dụng những cái loại kem tẩy da chuyên dụng để có thể loại bỏ đi phần nào phần lớn những cái lớp và ở trên bề mặt da mà chúng ta đã trang điểm cả ngày. Thế nhưng mà muốn thực sự được sạch sâu hơn thì chúng ta cần phải có một cái thiết bị, đó chính là cái thiết bị mà Hân vừa chia sẻ, đó chính là Lumispa. Thì nó khiến cho cái những cái lớp bụi bẩn dư thừa còn lại ở trên bề mặt da được cuốn đi và lấy hết đi, và đồng thời lại còn được massage mặt một cách rất là an toàn và đúng cách theo những cái đã nghiên cứu của công ty Nuskin. Thì mọi người tiến sĩ Helen có nói rằng là và chị Phương có dịch lại rằng là một cái máy mà nó không bị quá mạnh nhưng mà nó cũng không quá nhẹ, và nó được nghiên cứu rất là kỹ càng để phù hợp với làn da và chăm sóc cho cái làn da của chúng ta. Và nghĩ rằng là đó chính là một phương pháp mà khiến cho mình cảm thấy rất là tự tin với cái lịch làm việc của mình, cộng với tất
cả những cái sản phẩm đi kèm của cái thiết bị đó thì như là sữa rửa mặt này, kem dưỡng da này, kem xịt khoáng này, và đặc biệt là mới gần đây thì công ty đã cho ra mắt một cái sản phẩm này chính là chuyên biệt dành cho vùng mắt, cùng với cái sản phẩm đầu chăm sóc chuyên biệt dành cho vùng mắt, đó là một cái sản phẩm mà anh thấy rằng nó rất là thần kỳ, rất là kỳ diệu. Những cái khóe nhăn trên mắt đã đang rình rập, bắt đầu xuất hiện và đe dọa vào mắt rồi. Thế nhưng mà khi mà mình sử dụng cái sản phẩm mà mọi người hướng dẫn cũng như chia sẻ thì anh thấy rằng là cái hiệu quả nó bắt đầu thì mỗi tháng quen buổi sáng tỉnh dậy thì có chút thời gian là rất hay soi gương. Không biết là các chị em có giống như thế không ạ? Bước vào nhà vệ sinh bắt đầu ngồi soi gương xem là trên mặt mình có xuất hiện cái vết, là thêm vết nám nào không này, hay là có xuất hiện thêm những cái vết nhăn nho nhỏ nào không. Nhớ lắm, ngày nào soi rất là nhớ, rất là để ý. Và từ khi mà con sử dụng cái kem dưỡng da chuyên biệt cho vùng mắt thì con cảm thấy rằng là những cái vết nhăn đấy nó đã hạn chế, nó gọi là hoàn toàn chắc chắn là không được, nhưng nó hạn chế rình rập và dọa dẫm cái nhan sắc của mình rất là nhiều. Và sự đó tức là để chia sẻ thì có lẽ là chắc là cả ngày cũng không hết được, nhưng mà đó là một trong vài ý mà con muốn chia sẻ với tất cả các chị em ngày hôm nay về cái bí quyết, cái cách chăm sóc da của con. Và nói thật là mình cảm thấy cái làn da tuổi 30 của mình nó còn đẹp hơn cái làn da lúc tuổi 20, nó sáng hơn, mịn hơn. Vì do cái lúc mà tuổi 18-20 thì thực sự là lúc đấy mình không có để ý đến việc chăm sóc da đâu, không biết tẩy tế bào chết hàng tuần là cái gì, và không cần biết tẩy da đường, thoa kem chống nắng hay là trước khi đi ngủ phải dưỡng da, dưỡng ẩm như thế nào. Và cái điều đấy chỉ xảy ra từ đây khoảng 4-5 năm thì mình bắt đầu để ý vào chăm sóc cái làn da của mình. Thì người ta hay nói vui vui là có hiện tượng lão hóa luôn, thì anh tự cảm thấy rằng là cái làn da của mình khi mà bắt đầu được chăm sóc như vậy, được cực kỹ càng như vậy thì nó lão hóa luôn thực sự, và nó cảm thấy nó trẻ trung, nó mịn màng, nó tươi mới hơn so với cả cái làn da mà tuổi 18-20 của mình. Rất là tuyệt vời.